Chào mừng quý vị đang xem video của VN Youtuber Thưa quý vị, thời gian gần đây không quân Nga đang bị truyền thông đưa tin là mất khá nhiều máy bay chiến đấu Các suy đoán về nguyên nhân của việc này khá nhiều Trong đó có một nhà quan sát bên Trung Quốc cho rằng việc này có liên quan đến máy bay F-35 của Mỹ Bài báo của tác giả này viết trên mạng Tencent nói như sau Cứ theo cục diện xung đột Nga-Ukraine hiện nay mà phán đoán thì Ukraine đang thua chạy còn Nga đang ở thế thắng Tuy nhiên trên bầu trời, không quân Nga lại gặp những tổn thất đáng kể. Trong nửa tháng qua, gần như mỗi ngày đều bị mất máy bay cánh cố định. Từ giữa tháng 2 đến nay, quân Nga đã mất ít nhất 16 máy bay, trong đó có Su-35, Su-34 và một chiếc cảnh báo sớm trên không A-50U rất có giá trị. Rõ ràng là quân Nga đang nắm thế chủ động trên chiến trường và còn có ưu thế tuyệt đối ở trên không, nhưng tại sao họ lại gặp những tổn thất chưa từng có như vậy? một nguồn tin tình báo gần đây nói trên kênh Telegram có tên là Donbass Partisan rằng một chiếc máy bay F-35 của Mỹ được hai chiếc F-16 hộ tống đã từ căn cứ không quân ở Romania cất cánh để mô phỏng sử dụng tên lửa tấn công bán đảo Crimea và trinh sát điện tử. Mục tiêu là xác định vị trí các radar và hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Phi vụ này kéo dài khoảng 30 phút và được hỗ trợ bởi các tên lửa phòng không cùng những hệ thống phát hiện radar mà phương Tây đã chuyển giao cho Ukraine qua đó chỉ ra sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên. Thông tin tình báo này gợi ý rằng các máy bay F-35 của Mỹ bố trí xung quanh biên giới Ukraine đã bắt đầu tham gia vào cuộc xung đột. Mặc dù nó vẫn chưa phát động tấn công thực sự, nhưng F-35 có năng lực cảm nhận tình hình chiến trường vượt xa những chiếc máy bay F-22, cho nên uy lực thực sự của nó không nằm ở chỗ lao đến chiến trường xung phong hãm trận mà ở chỗ tận dụng những ưu thế đặc biệt của nó để giúp đỡ loại trừ những thứ được coi là mối uy hiếp với phe mình. Đó mới là cách dùng đúng đắn của F-35. Chỉ vài ngày trước sự kiện F-35 mô phỏng tấn công Crimea, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cũng đã tiết lộ một tin tức tương tự. Ông nói rằng máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ thực chất đã luôn làm nhiệm vụ trên không ở Ukraine. Tất nhiên, những nhiệm vụ này không phải là trực tiếp tham gia không chiến, mà là lợi dụng năng lực cảm nhận tình hình chiến trường ưu việt của F-35 để từ bên ngoài chỉ cho quân Ukraine vị trí chuẩn xác của các hệ thống tên lửa phòng không và radar của quân Nga. Nói đến hoạt động xuất sắc của loại máy bay này trên chiến trường, vị bộ trưởng của Singapore còn ví F-35 như một chiếc máy hút bụi vô tuyến điện, nghĩa là nó có thể thu thập tất cả mọi tín hiệu điện tử được sử dụng. Chính vì biết được uy lực thực sự của F-35, cho nên Singapore gần đây đã quyết định mua thêm 8 chiếc F-35 nữa để tăng cường năng lực phòng ngự. Mấy lời nói thản nhiên của vị bộ trưởng Singapore đã thức tỉnh mọi người. Nếu như F-35A đã ở trong không vực xung quanh Ukraine để trinh sát tín hiệu radar và phòng không, thì các máy bay chiến đấu bay trong không trung tự nhiên cũng không nằm ngoài tầm mắt của nó. Các máy bay cảnh báo sớm không chừng cũng bị trúng đòn. Điều này có thể giải thích cho câu hỏi vì sao máy bay chiến đấu của Nga gần đây tổn thất nghiêm trọng như vậy. Rốt cục, máy bay F-35 mạnh mẽ đến mức nào? Chúng ta hãy nói về năng lực cảm nhận tình hình chiến trường của nó. Máy bay này được trang bị radar mảng pha chủ động AN/APG-81. Lúc bình thường, nó có thể đồng thời theo dõi 80 mục tiêu mặt đất trong phạm vi 150 km, còn khi sụp xạ mục tiêu trên không, cự ly quét của nó lên tới 280 km. Ngoài radar APG-81, F-35 còn có các máy tác chiến điện tử AN/ASQ-239, hệ thống phân bổ khẩu độ quang điện AN/AAQ-37, hệ thống ngắm quang điện AN/AAQ-40. Những hệ thống điện tử hàng không hàng đầu này của phương Tây đều được tập trung trên một chiếc máy bay thì khả năng nhận thức chiến trường của nó mạnh đến cỡ nào là điều có thể hình dung được. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. F-35A sử dụng mạng lưới quang hồng ngoại và thuật toán dung hợp dữ liệu để đem các dữ liệu thu được từ các cảm biến nhanh chóng phân tích cung cấp đồng bộ cho phi công và trung tâm chỉ huy ở hậu phương. Những dữ liệu chiến trường theo thời gian thực. Quân Ukraine có thể cũng nhận được những thông tin này, cho nên dẫn tới việc các máy bay chiến đấu của Nga còn chưa biết ra làm sao thì đã bị các hệ thống phòng không mặt đất bắn hạ. Ngoài ra, ưu thế địa lý đặc biệt của Ukraine cũng cung cấp cho các đồng minh phương Tây của họ một bối cảnh cực kỳ thuận lợi. Các khu vực giao chiến ở Ukraine, những chiếc F-35 của NATO đều có điều kiện thuận lợi để trinh sát tầm gần với máy bay chiến đấu hoặc hệ thống phòng không của Nga. Ví dụ phía Nam có biển đen, máy bay NATO tại đây đã thực hiện các phi vụ bay thường xuyên ở phía tây có Romania, ở hướng bắc tuy có Belarus án ngữ nhưng trách sang phía tây vẫn có Ba Lan. Máy bay NATO từ Warsaw có thể bao phủ hoàn toàn khu vực phía bắc Ukraine. Cách làm này của NATO và Mỹ rất gây khó chịu cho không quân Nga vì nhất cử nhất động của Nga đều nằm dưới sự giám sát của NATO. Nhưng Nga cũng không làm gì được họ bởi vì người ta hoạt động ở ngoại vi không thực sự tiến vào xung đột. Cho dù phòng không Nga có phát hiện được F-35 cũng không thể bắn hạ nó đối mặt tình huống này nga dường như vẫn chưa tìm ra cách nào tốt để đối phó chỉ có thể cắn răng chịu tổn thất lấy ưu thế số lượng để hóa giải sự hỗ trợ từ ngoại vi của nato cho ukraine quý vị thân mến trên đây là kiến giải phán đoán của một nhà quan sát bên trung quốc về hiện tượng máy bay chiến đấu nga bị rơi tương đối đều đặn trong nửa tháng trở lại đây những nội dung này chỉ nhằm góp thêm thông tin tham khảo vì đó cũng chỉ là những suy đoán chưa có xác nhận thực tế cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại